Buồn cơm giữa. Thế thì lần sau Su sẽ không được đi ra ngoài đường nữa. Cậu chưa dậy à Tùng? Ở cậu dậy à? Tùng ấy bảo cậu dậy. Hoàng Anh kia, ôi dồi ôi, sao không mua cái này ăn đâu nha, ăn cái này không tốt đâu. Ai? Ngân, Ngân cho tiền. Nhắm mặt lại. Oh, oh.